Chuyện em vừa nói, chị cũng đoán ra là ai. Mọi chuyện là do nó làm, nhưng mà vẫn chưa đủ chứng cứ em à. Chị, em sao vậy Thạch Lan? Em đang suy nghĩ điều gì à? Không hiểu sao dạo này em không gặp được chú Khang, gọi điện thoại cũng không có liên lạc được. Em chỉ lo là không biết đang xảy ra chuyện gì. Không sao đâu em, chắc là ba chồng của chị bận công việc gì đó. Chị nghĩ là Thúy Anh không phải là người tàn nhẫn, dám ra tay với ba ruột của mình đâu. Thạch Lan à, em đang giấu mọi người chuyện gì đúng không? Không biết có phải do em quá đa nghi hay không, nhưng mà em thấy dạo này ở công ty và dưới bè cá cứ có cái gì đó không ổn. Chắc chắn là Thúy Anh không ngồi yên rồi. Bây giờ em phải bình tĩnh, mình phải tìm cách giải quyết mới được. Còn một chuyện này nữa, dạo gần đây em thấy Thúy Anh rất hay đi riêng với Cường. Em chỉ sợ là... Được rồi, đừng nên vội vàng. Nhất là em đó, em phải biết tự bảo vệ mình. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà em. Phải đó Thạch Lan, em phải cẩn thận, Thúy Anh chuyện gì cũng dám làm hết. Dạ, em biết là mình nên làm gì, nhưng mà vấn đề á là mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn là em nghĩ. Em phải biết nắm bắt vận mệnh trong tay mình. Nhớ làm lại cuộc đời nghe không? Mình ngã ở đâu thì mình phải đứng lên ở đó. Mọi người ngừng tay cái đi, qua bên đây tôi có chuyện cần nói. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Đây là cậu Mạnh. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu ta sẽ thay tôi quản lý tất cả mọi chuyện ở đây. Xin chào tất cả mọi người. Tôi rất hy vọng được sự hợp tác của mọi người để tôi hoàn thành tốt công việc. Cảm ơn. Ok, mọi người cứ việc về làm việc đi. Nè, tôi dẫn ông đi nhận phòng nha. Ê, này con ông cháu cha ở đâu? Sao mà ngồi lên nhanh vậy? Được vậy đã tốt, nghe nói nó mới ở tù ra đó cha. Nhiều chuyện quá, về làm việc đi. Thôi, đừng có để ý những gì người ta nói. Hãy làm lại cuộc đời của mình ngay trên chính chiếc bè này. Tôi tin cậu sẽ làm được. Rồi mọi người sẽ thấy, sẽ phục cậu thôi. Nếu ông tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Phải tin tưởng ông chứ. Đi nhận phòng đi. Cảm ơn. Ủa? Bây giờ ông có chuyện bận à? À, công ty gọi tôi về họp gấp. Tôi phải về dưới. Ở đây giao lại cho ông nha. Cảm ơn. Khi nào mọi chuyện ổn định, tôi mời ông một chầu. Nhớ đó. Đi. Tôi... Chuyện gì vậy? Dạ, đâu có gì đâu ba. Dạ, chào tổng giám đốc. Tôi đang tính gọi cho cô để tham gia cuộc họp công ty. Cô xuống phòng họp trước đi. Dạ. Điều đáng lo ngại là việc phơi sản phẩm rất mất vệ sinh của người dân làng bè. Cho nên tôi muốn đề xuất ý kiến là phải xây dựng một hệ thống sấy khô sản phẩm ngay tại công ty để cho người dân không phải khổ sở phơi sản phẩm và lại đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Cô nghĩ việc này có cần thiết hay sao? Cô có biết là chi phí của một hệ thống sấy khô là bao nhiêu hay không? Trong khi đó chúng ta có thể tận dụng ánh nắng mặt trời. Tôi nghĩ cô phải suy nghĩ kỹ đi, hay chỉ là ý kiến chủ quan thôi? Tôi đề nghị cô phải tìm hiểu mọi việc trước khi đưa ra một đề xuất trong một cuộc họp quan trọng như vậy, để tránh mọi người mất thời gian.
đề xuất của Thạch Lan không phải là không có lý. Chú, tôi sẽ xem xét lại vấn đề này. Cuộc họp kết thúc tại đây. Sao cô không nói cho tôi biết trước về đề xuất của cô, sẽ đem ra nói giữa cuộc họp để cho mọi người phản đối như vậy chứ? Dạ, cháu có tới nhà tìm chú vài lần nhưng mà không có gặp được chú. Vậy gọi điện cho tôi. Cháu cũng có gọi cho chú nhưng mà máy của chú không có liên lạc được. Ủa sao bà ngoại lại khóc? Cô giáo con nói lúc bữa cơm là cả nhà vui nhất. Đâu có ngoại đâu có khóc đâu. Tại vì bụi nó bay vào mắt ngoại. Bụi làm mắt người cay hả? Vậy để con hỏi cho. Thôi khỏi. Ngoại hết cay rồi. Thảo, sao con không kêu Thạch Lan về nhà chơi vài bữa vậy con? Đúng đó Thảo, con nhắn tin nói nó về nhà mà ở đi, không có ở đâu mà bằng nhà mình hết á. Ba con nói phải đó. Làm cha làm mẹ mà, ba má đẻ ra được tụi bay, thương tụi bay không hết, lấy đâu mà ghét. Đã từ lâu rồi, ba con đâu có còn giận Lan nữa đâu. Dạ được rồi, ăn cơm xong con sẽ gọi cho Thạch Lan. Mọi chuyện cũng không thể trách nó được. Có trách là trách ông trời sao mà nhẫn tâm với nó quá vậy. Tại sao cuộc đời của nó lại bạc bẽo như vậy không chứ? Đúng là hồng nhan bạc phận mà. Bà ngoại, có phải mẹ Lan sắp về chơi với con không bà ngoại? Để bà ngoan, để bà ăn cơm đi. Ăn giỏi vô, mẹ Lan sắp về chơi với con rồi đó. Dạ. Ủa ông ngoại, hồng nhan bạc phận là cái gì vậy ông ngoại? Ăn đi con. Tôi hỏi cô mới phải đó. Tôi đã từng nói với cô như thế nào, đừng bao giờ để cho con nhỏ nó gặp ông già mà. Anh còn không mau nghĩ cách đi. Ngày nào mà còn cái con nhỏ đó, gia tài của ông già không thuộc về chúng ta đâu. Có rồi. Cách gì? Anh nói đi. Em thấy sao? Phải nói nữa. Anh làm càng nhanh càng tốt. Nhưng mà lần này có thất bại thì ba chưa nghỉ hả ba? Con về phòng trước nha. Cứ ngồi đi, ba có chuyện muốn nói với con. Dạ. Mấy chuyện lừa bịp ba đi Sài Gòn, chăn cô của Thạch Lan trong máy ba, có phải là con làm không? Có gan làm thì có gan chịu. Phải, là do con làm. Từ đầu đến cuối đều là do con làm. Tại sao con làm gì hả? Ba thiệt hết đâu nổi con rồi. Tại sao? Tại sao ba không nghĩ con làm như vậy là vì ai chứ? Lúc nào ba cũng biết chết móc con thôi. Ba không chịu chấp nhận sự thật. Thạch Lan tiếp cận ba chỉ vì tiền, vì cái gia tài của mình thôi. Người khác thì con không nói, nhưng ba, ba sống một nửa đời người rồi mà ba còn bị cô ta che mắt nữa. Con im đi. Con là đứa tham lam ích kỷ, bây giờ còn lôi người khác vào để biện minh cho mình nữa. Thì ra con nói đúng rồi, ba đúng là đã bị con hồ ly tinh đó làm cho ba động lòng rồi.
Con nói cho ba biết, con sẽ không bao giờ để cô ta lấy được một xu của gia đình mình đâu. Rồi ba sẽ sáng mắt ra, ba sẽ thấy được cô ta bỏ rơi ba như thế nào và lừa dối ba ra sao. Đi ra khỏi nhà tao, đi. Đi. Ba dám đánh con với người đàn bà đó, ba sẽ phải hối hận. Ba sẽ phải hối hận. Có nguồn tin cho biết công ty không đảm bảo an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu chế xuất, nên chúng tôi muốn phỏng vấn ông Khang. Dạ thật xin lỗi ạ, tại vì các anh chị đến bất ngờ quá mà tổng giám đốc thì đang bận nên không thể tiếp các anh chị được ạ. Tốt hơn hết, cô nên đi mời ông Khang ra để cho chúng tôi phỏng vấn. Dạ mong các anh chị thông cảm ạ. Tổng giám đốc. Được rồi. Dạ. Chào ông. Mời ngồi. Xin phép ông cho chúng tôi phỏng vấn vài câu. Được. Chúng tôi nhận được tin sản phẩm của công ty Hoàng Khang không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Xin ông giải thích vấn đề này. Tôi không biết các anh chị lấy được thông tin này từ đâu ra. Xin lỗi ông, đây là tin mật trong ngành, chúng tôi không thể cho ông biết được. Công ty Hoàng Khang xưa nay rất có uy tín. Chúng tôi luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quy trình khi chế biến. Vậy còn khâu phơi khô hải sản thì sao? Chúng tôi được biết có ruồi trong thực phẩm. Khâu này á thì ở bên làng chài họ đảm nhận. Chúng tôi cũng đang xem xét lại, đang tìm cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý. Mọi người ơi, mọi người. Chuyện gì, chuyện gì? Nghiêm trọng rồi. Nhóm phóng viên nhà báo họ tới họ tìm hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm của công ty mình á. Sao tự nhiên lại như vậy? Chắc có lẽ họ đánh hơi đâu đó. Chuyện rắc rối rồi đây. Tôi biết tại sao rồi. Sao vậy? Thạch Lan chứ không ai hết. Nó gọi nhóm phóng viên tới để phá cái rối công ty mình. Con nhỏ đó coi hiền mà cũng ghê dữ hen. Đây mọi người đều phơi hải sản bằng cách này hay sao? Nếu không phơi như vậy á thì ông kêu chúng tôi phơi thì sao? Việc phơi hải sản như vậy có gặp khó khăn gì không? Cũng có chứ, phụ thuộc vào thời tiết nhiều lắm. Nếu như gặp trời nắng á thì đỡ cho anh em chúng tôi, còn nếu mà gặp trời mưa chắc là chết đói. Vậy tại sao mọi người không dùng cách khác như dùng máy sấy khô chẳng hạn? Cái giống này mà sấy á ăn sẽ mất vị ngay. Công ty họ chê rồi hạ giá, chúng tôi càng chết. Giá mà công ty có hệ thống sấy khô á, khỏi phải chạy mưa, hải sản cũng không có bị mốc như vậy.
lại có chuyện này được. Quả lớn rồi. Đề xuất của cô bị phản đối nên cô kêu nhóm phóng viên tới bị xấu công ty đúng không? Tôi á là một đứa có đầu óc chứ không ấu trĩ tới nỗi mà làm những việc hạ uy tín cho công ty như vậy. Không phải cô thì còn ai vô đây nữa? Trong công ty này chẳng ai dám làm điều đó ngoài cô hết. Tôi đã nói là tôi không có làm. Nếu như tôi làm á, tôi sẽ nhận chứ không phải những người khác đâu. Cô á, cô đúng là sao chổi mà mang toàn xui xẻo đến cho gia đình của tôi. Cô hãy đợi đó, tôi sẽ không bao giờ để cô yên đâu. Cậu cho người điều tra vụ nhà báo gây ồn ào là do ai gây ra cho tôi? Nhớ làm nhanh và kín tiếng hay chưa? Ừ. Đưa tôi về nhà. Dạ. Không ngờ anh lại thông minh như vậy. À, phải nói là cao tay mới đúng. Nghĩ ra được. Cao thủ có khác. Bây giờ anh với em á cùng hội cùng thuyền rồi. Anh còn rất là nhiều chiêu trò, từ từ mà thưởng thức đi nha. Anh sẽ vì em làm cho tụi nó sống không bằng chết. Thạch Lan, tôi nhất định phải bắt cô chị đau đớn gấp bội. Cứ chờ đi, rồi cô sẽ từ từ thưởng thức sự cao tay của tôi mà. Gì mà mua bó hoa to vậy? Lỡ như ai nhìn thấy thì kỳ lắm. Em cứ nhận đi. Em đồng ý làm vợ anh nha.
Xin chào mọi người. Xin giới thiệu, đây là cô Thành Lan. Từ nay sẽ xuống đây làm việc chung với mọi người. Chào mọi người, rất mong được sự hỗ trợ và giúp đỡ của mọi người khi tôi làm việc ở đây. À, sẵn đây tôi cũng xin giới thiệu và phân công công việc để cho mọi người hiểu. Cao Cường sẽ chịu trách nhiệm về khâu kỹ thuật, tình trạng diễn biến trong quá trình nuôi cá. Cao Cường sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc từ khi thả cá xuống nước đến khi bắt cá lên và đem đi bán. Còn cô Thạch Lan chịu trách nhiệm về nhân sự và trông coi tài sản trên làng bè. Nếu phát hiện điều gì bất thường, cô phải báo ngay cho Cao Cường để cả hai tìm cách giải quyết. Dạ. Có ai có ý kiến gì không? Nếu như không có ý kiến gì, có nghĩa là mọi người đã hiểu và đồng ý. Tôi mong mọi người đó hãy cùng nhau hợp tác và giúp đỡ nhau trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Dạ. À, nếu không còn vấn đề gì nữa, mọi người có thể trở lại làm việc được rồi. Dạ. Cậu Cường. Dạ. Tối nay á, tổ chức một buổi văn nghệ để cho mọi người cùng giao lưu với nhau. Dạ. Thôi xỉn rồi, về mấy ông ơi, mai còn đi làm nữa. Em chào hai anh, em về à. Rồi, về, ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Đi không? Thôi tôi cũng về luôn nha. Mai gặp lại. Nghe. Alo, tôi nghe. Được rồi. Alo. Lên phòng báo ngay. Anh ơi, sao cá con á chui qua khỏi mắt lưới, thoát ra ngoài nhiều quá vậy? Chạy nó đi, ngày nào mà không có một số con lọt ra được. Nhưng mà anh ơi, cá con thoát ra ngoài nhiều lắm, phải có cách nào khắc phục chứ. Hả? Còn cái dây lại. Ba gọi con cấp có việc gì hả ba? Tại sao? Tại sao con làm như vậy hả? Ba nói sao? Con không hiểu.
Chỉ vì muốn hạ Thạch Lan mà cô dám hy sinh cả công ty, cô có nghĩ đến hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào không? Những điều con làm, con chỉ muốn bảo vệ công ty, bảo vệ ba khỏi cô ta thôi. Con cảm thấy con không làm gì sai cả. Bà còn chưa có hiểu sao? Cô ta giống như sao chổi của gia đình mình vậy đó. Hễ nó gần gũi ai, làm việc gì là tất cả đều không có kết quả tốt đẹp. Sao mà đi, bà muốn nghỉ ngơi chút. Ba à, bà nói sao mà đi. Chị muốn nói với anh. Có chuyện gì? Tôi thấy á, có rất nhiều cá nhỏ chui qua lưới và thoát ra ngoài rất là dễ dàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy á, thì chúng ta sẽ bị thất thoát một lượng cá giống rất là lớn. Đó là điều đương nhiên, vì không có một lưới nào á nhỏ hơn một lưới này. Đành phải chịu thôi. Không còn cách nào khác để giải quyết hả? Anh đã quản lý lâu rồi, anh phải có cách để khắc phục chuyện này chứ. Tôi sẽ báo cáo với tổng giám đốc để giải quyết chuyện này. Cô, nếu chúng ta dùng mắt lưới nhỏ á thì chắc dơ ứ động trong lòng bè cá không thoát ra được. Bây giờ cái chuyện này á để tôi sẽ xử lý. Việc của cô á, cô lo việc của cô đi, cô đừng có nhiều chuyện quá được không? Alo, chú nghe. Dạ chú, có chuyện này cháu nghĩ là mình cần phải báo cáo với chú. Có chuyện gì cô cứ nói, không có gì phải ngại hết. Dạ cháu thấy á, cá con chui ra khỏi lưới thoát ra ngoài một cách rất dễ dàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cháu sợ là mình sẽ bị thất thoát một lượng cá giống rất lớn chú à. Cô nói sao, cá chui ra ngoài? Vậy cô đã báo cho Cường và kỹ sư biết chưa? Cháu đã nói với họ rồi, nhưng mà họ nói á là đành phải chấp nhận như vậy thôi, thì không còn cách xử lý nào khác. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Dạ. Tuyệt đối không được để cho em biết chút tay đâu. Nếu không cậu là người phải nộp đơn xin nghỉ việc đó. Dạ rõ thưa giám đốc. Ba, ba đi đâu vậy? Con nhớ hôm nay ba đâu có lịch tiếp khách đâu. Ba thấy chút người không được khỏe nên định đi bác sĩ coi sao. Vậy hả? Vậy ba đi rồi cho con biết kết quả nha. Chào chú. Trước tiên cô hãy đưa tới chị cá. Dạ dạ, mời chú đi theo cháu. Đó, chú coi đi. Từ sáng tới giờ cháu ngồi theo dõi bè cá,
cháu thấy có rất nhiều cá con vô tư chui ra khỏi mắt lưới chú à. Cứ tình trạng này thì sẽ thất thoát rất nhiều, chẳng mấy chốc mà cái hồ cá của mình trở thành cái hồ không. Phải khắc phục ngay chuyện này, không thể chậm trễ hơn nữa. Dạ, cháu cũng nghĩ vậy, không thể để kéo dài chuyện này được nữa chú à. Được rồi, chuyện này hả, tôi sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân và tìm cách giải quyết. Dạ, bao nhiêu công sức hy vọng cháu đổ vào đây, cháu không muốn mình mắc bất kỳ một sai sót nào hết. Chị, cơm xong rồi, chị ra ăn nha. Đừng có ngủ nữa mà, ăn xong rồi uống thuốc rồi đi ngủ tiếp nha. Chị, chị đừng có làm em sợ mà. Chị nói cái gì đi, chị đừng có làm em sợ. Chị ơi, chị. Ủa gì? Con làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? À, con ứng tiền cho dì để dì về đi chợ nấu ăn cho anh em nữa. Dạ. Dạ đây, con gửi dì tiền chợ. Dì cảm ơn con. Thôi dì về nghe con. Dạ. Về để đi chợ cho kịp để không thôi trễ mất. Dạ. Anh hả? Em Lan nè. À, anh có rảnh không? Em gặp anh một chút được không? Ừ, em ra khu nuôi cá đi, anh đợi em ở đó. Dạ dạ, anh đợi em chút. Anh Mạnh. Em. Anh được ra lâu chưa? À, lâu lắm rồi mới gặp được gặp anh á. Em không ngờ lại gặp anh ở đây nữa. Anh có điều này muốn nói với em, hết sức quan trọng. Ở đây không an toàn, nói xong anh đi liền. Chuyện gì vậy anh? À, liên quan tới em hay là tới công ty? Cường không phải là người đơn giản đâu, cho nên làm gì em cũng phải hết sức bình tĩnh, đừng manh động, nghe chưa? Anh sẽ giúp em theo dõi anh ta. Dạ. Ngay từ đầu á, em đã nghĩ Cường là kẻ thâu tóm tất cả mọi chuyện, nhưng mà em lại không có đủ bằng chứng để tố cáo. Cường đen ma khôn ngoan và tham vọng hơn là anh tưởng. Anh đã nắm được một số bí mật của Cường, nhưng đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong kế hoạch lớn của Cường thôi. Em nên nhớ phải hết sức thận trọng, từ từ cáo sẽ lộ đuôi, hiểu không? Dạ. Em cũng nghi ngờ là việc em bị đẩy vào tù cũng chính do Cường đứng đằng sau giật dây. Cũng có thể, nhưng mình phải tìm được bằng chứng. Bây giờ em thu xếp công việc ở dưới này, về thành phố tìm thêm tin tức liên quan tới vụ Hàm An đó nha. Dạ. Anh đi ạ. Dạ. Ừ.
Alo, em nghe nè chị. Chị nói sao? Dạ dạ, em biết rồi. Lan kia, dừng xe lại. Cô về Sài Gòn hả? À, vừa lúc tôi cũng về. Cô lên xe về luôn. Chứ giờ này mà đợi xe lâu lắm. Dạ, vậy chú cho cháu đi nhờ với. Chị Bảy đang cấp cứu ở bệnh viện á, chắc phải về liền. Nhưng mà nãy giờ bắt xe không có được. À, lên xe đi. Dạ dạ, cảm ơn chú. Chị Bảy bị bệnh lâu chưa? Dạ, mới hồi sáng chị Khanh mới gọi điện cho cháu. Cô cũng đừng lo lắng quá, chắc chị Bảy không sao đâu. Dạ. Cô Thị Lan à, tôi xin lỗi vì vụ báo chí gì rồi. Thật ra là... Dạ, sao chú lại xin lỗi cháu? Chú cũng là nạn nhân mà. Tôi biết cô phải chịu nhiều thiệt thòi và áp lực khi quay về công ty làm việc. Vừa rồi báo chí làm ầm ĩ vụ việc thực phẩm không an toàn vệ sinh. Chắc là cô phiền lòng lắm ha. Dạ, đây không phải là lần đầu cháu bị hàm oan, cho nên cháu không có thấy buồn đâu chú. Tuy là cháu không thanh minh, nhưng chắc chắn á, cháu sẽ không bỏ qua mọi chuyện như vậy đâu. Cháu sẽ làm sáng tỏ hết tất cả mọi chuyện. Thực ra tôi biết người châm ngồi vào lửa không ai khác chính là Thúy Oanh. Tôi cũng không hiểu tại sao con bé lại làm như vậy. Dạ, xưa nay á, Thúy Oanh không ưa gì cháu. Nhưng chắc là Thúy Oanh sẽ không thể nghĩ ra những chuyện để làm như vậy. Ý cô là sao? Dạ, là còn có người khác đứng sau lưng Oanh giật dây. Tôi sống tới từng tuổi này rồi, vậy mà không biết nhìn người. Dạ, con đi luôn nha chú. Em tới rồi. Chị Bảy. Chị đừng có lo lắng quá. Chị Bảy không có sao đâu. Chị Bảy là người tốt, nhất định á ông trời sẽ không quá nhẫn tâm với chị đâu. Chị chỉ cầu mong ông trời thương chị. Nếu như mà chị có mệnh hệ gì á, chị không có tha thứ cho mình được đâu. Thịt Lan ơi. Chị à, tất cả là lỗi của em. Em vô tâm bỏ mặc chị Bảy từ lúc chị bệnh tật là do em hết. Lỗi của chị hết đó. Chị không có thường xuyên kiểm tra chị. Bây giờ chị ra mệnh hệ này. Trời ơi. Chị Khanh à, lúc này á, chị em mình phải thật bình tĩnh nha. Chị Bảy á sẽ không sao hết nha chị nha. Sao hắn có thể bình thản và thông dong như vậy? Nhìn hắn rất mờ ám, chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn. Nè, cậu làm ăn cái kiểu gì kỳ cục vậy hả? Trong vòng một đêm mà cá chết hàng loạt là sao? Chuyện đó tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là do thời tiết. Thời tiết cái con khỉ. Bây giờ tôi không cần biết gì hết. Cậu là kỹ sư, cậu không biết thì ai biết? Bây giờ tôi nói cậu nghe nha. Phải tạo làm sao
biến thành một cái vụ tai nạn cho tôi, biết chưa? Cánh hoa mộng manh vườn mình trong sỏi đá khô cằn, dù bao nghiệt ngã vây quanh cánh hoa mềm vẫn cầm bịch này á, rồi tìm cách bỏ vô bình xăng cô mới phát điện. Đợi đến nửa đêm á thì tắt nguồn điện trong vòng 2 giờ đồng hồ, rõ chưa anh ơi? Có chuyện gì vậy? Sao một đêm mà cá chết gì vậy? Liên quan đột ngột thiết bị điện bị chập và mất điện, có thể lẽ là cá thiếu oxy nên chết ngạt. Không ai muốn trường hợp có xảy ra cả, vì mất điện lúc nửa đêm mà. Em tin vụ cá chết á là do môi trường nước, nhưng em không tin vụ mất điện cũng là ngẫu nhiên đâu. Nếu chúng tôi phát hiện điều gì bất thường, chúng tôi sẽ báo cáo ngay cho. Tham nhớ khi thực hiện á càng bí mật bao nhiêu càng tốt, đừng để cho mọi người như biết và cho tôi khử hàng xuống nha. Nỗi oan em thầm không thể được không cánh mà bay được. Trong gió anh mưa tìm cái này phải không? Như hoa thạch lan ươm mình trong sương gió, rồi ngày mai thức giấc tiếng yêu thương nhẹ lay, tia nắng ấm ban mai sưởi ấm em, đưa em qua đêm dài. Qua em vẫn thơ ngây, mà hôm nay vương đắng cay. Đời cuốn xoay những trái ngang, đưa em về nơi đâu. Ôi nát tan, ôi xôn xao, ôi thân em bẽ bàng.